Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 người quốc tịch Mông Cổ để làm rõ tội trộm cắp tài sản. Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 3 tháng 6. Đôi vợ chồng người Thụy Điển đang ăn phở ở phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã bị lấy cắp ví, bên trong có nhiều giấy tờ như thẻ ATM, thẻ tín dụng. Khi về khách sạn kiểm tra điện thoại, nạn nhân phát hiện thẻ tín dụng của mình đã bị rút 1,05 tỷ đồng. Từ trình báo của nạn nhân, công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng với lực lượng hình sự xuất nhập cảnh để truy tìm thủ phạm. Qua xác minh, cảnh sát xác định 7 người Mông Cổ chính là nghi phạm. Có lúc này, trinh sát phát hiện cả nhóm người đã đi máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh từ đêm ngày 3 tháng 6 để trốn sang Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Cơ quan công an, đồng an đã bắt giữ nhóm người Mông Cổ tại một khách sạn tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nhóm này đã bàn bạc phân chia vai trò của từng người và trong vụ án nói trên, 4 người trực tiếp vào quán phở, 3 người đánh lạc hướng để người còn lại trộm ví của nạn nhân ba người khác đi xe máy đợi sẵn ở gần quán phở